Hello, chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho tất cả mọi người cách mà chúng ta cài đặt cái phần mềm mà một số phần mềm mà các bạn cần sử dụng ấy, mà chúng ta cài đặt rất nhanh nha, chỉ một vài lít chuột thôi mà chúng ta có thể cài đặt rất nhiều chương trình mà chúng ta cần sử dụng, mà nếu chúng ta cài lại Windows mới tinh nha các bạn. Hoặc là nếu các bạn thiếu phần mềm nào, chúng ta cũng có thể làm một cách tương tự nha các bạn. Vậy cụ thể các bước làm như thế nào thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn như sau. Bước thứ nhất thì các bạn khởi động cho mình một cái trình duyệt web. Trong trường hợp này do mình mới cài lại Windows với các bạn mới, cho nên là mình còn thiếu nhiều chương trình, ví dụ như Firefox hoặc là Google Chrome hoặc là Cốc, cái phần trình duyệt web mình chưa cài nha. Thì ở đây mình chỉ có cái phần mềm duyệt web mặc định của Windows, đó là Microsoft Edge nha các bạn. Rồi bây giờ mình click đúp để mình khởi động này. Sau khi mà khởi động trình duyệt web xong thì bây giờ các bạn nhập cho mình cái địa chỉ như sau trên thanh tìm kiếm này các bạn. Đó là ninite.com nha các bạn. Rồi sau khi các bạn nhập xong rồi thì bây giờ các bạn nhấn Enter. Và để cho nhanh và tiện thì mình cũng để cái đường link này dưới phần mô tả của video hoặc bình luận nha các bạn. Rồi bây giờ mình nhấn Enter này. Sau khi mà nhấn Enter xong thì các bạn thấy nó dẫn tới cho các bạn cái trang mà ninite.com nha các bạn. Thì trong trường này các bạn thấy cái giao diện này là giao diện tiếng Việt này. Khi nó xuất hiện thì các bạn nhấn vào tiếng Việt hoặc tiếng Anh nhá. Còn bây giờ mình click vào nó ra tiếng Việt. Thì trong trường này nó ra tiếng Việt nha các bạn. Ở đây thì các bạn thấy cái phần 1 là chọn các ứng dụng bạn muốn này, thì có rất nhiều nha. Các bạn thích cái nào thì các bạn chọn tích vào cái đó thôi nha. Còn nếu trong trường mà bạn nào sử dụng giao diện tiếng Anh thì nó cũng tương tự nha. Đây các bạn, nếu các bạn sử dụng giao diện tiếng Anh thì nó cũng ra giao diện như thế này, tức là nó thay đổi bằng tiếng Anh thôi, còn các biểu tượng nó không thay đổi nha các bạn. Vậy thì tùy máy của các bạn có thể sử dụng giao diện tiếng Anh tiếng Việt thì cũng làm tương tự như mình nha. Rồi sau khi các bạn mà đã ra được cái trang này rồi thì bây giờ các bạn tích vào những cái phần mà các bạn cần cài nhá. Ví dụ như bây giờ mình muốn cài Firefox chẳng hạn này các bạn. Hoặc là các bạn muốn cài Opera này, trình duyệt Opera này, hoặc là Chrome này, các bạn tích vào nha. Thích cái nào thì các bạn tích vào cái đó nha. Hoặc là phần mềm Zoom này các bạn này, Zoom để học họp trực tuyến này các bạn. Rồi trình đọc PDF này, Photoshop này các bạn. Mình tích vào nha, hoặc các bạn có thể cài thêm được nha, có thể là Sumatra PDF cũng được nha. Rồi bên đây các bạn coi cái phần mà đọc file âm thanh này các bạn, thì các bạn có thể cài thêm này, ví dụ mình chọn là VLC này các bạn, hoặc mình chọn thêm cái phần mà Codec Kala nha, hoặc là Audacity nữa này các bạn thích cái nào thì các bạn tích vào thôi nha các bạn. Tuy nhiên các bạn lưu ý là chúng ta chỉ cần tích vào những cái phần mà chúng ta cần sử dụng thôi, không thôi mất công nặng máy nha. Rồi các bạn có thể cài phần mềm đầu tiên này vào cũng được này, các bạn tích vào nhá. Nếu các bạn nào sử dụng Apple thì các bạn lưu ý chúng ta có thể cài vào nhá. Rồi tiếp theo bên cái phần mà hình ảnh này thì các bạn chọn vào một cái phần nào đó mà để chỉ sửa hình ảnh hoặc xem hình ảnh nữa các bạn. Thì ở đây mình chọn một cái nha các bạn. Rồi ở dưới các bạn có thể là coi cái phần nào mà chúng ta cần nha. Ví dụ như cái phần mà điều khiển máy từ xa này các bạn này, TeamView này, các bạn tích vào TeamView nha. Rồi cái phần ném này các bạn thì ở đây chúng ta có 7GB và WinRAR này. Vậy các bạn thích cái nào thì các bạn chọn vào, hoặc là chọn cả ba cái cũng được nha các bạn. Rồi mình tích vào 7GB nha các bạn. Còn WinRAR các bạn thích thì các bạn tích vào luôn nha. Tuy nhiên mình chọn một cái thôi là được rồi. Các bạn quen cái nào thì các bạn tích và sử dụng cái đó nhá. Ở đây thì mình tích một số cái phần mềm mình đang cần sử dụng nha. Còn các bạn mà thấy chúng ta cần sử dụng hơn thì chúng ta cứ việc tích vào nha. Còn cái phần mềm mà bên diệt virus này thì các bạn thích phần mềm nào thì các bạn tích vào phần mềm đó nha. Rồi ví dụ như vậy, như các bạn mình tích một vài cái nha. Còn các bạn thích cái nào các bạn tích vào cái đó thôi nha. Rồi bước thứ nhất đã xong. Qua bước thứ hai thì các bạn nhấn cho mình là nhận ninite của bạn này. Các bạn lưu ý có thể nhấn tương tự cho mình bên giao diện tiếng Anh nha. Bên giao diện tiếng Anh nó cũng tương tự nha các bạn, nhưng mà nó ra tới mục số 2 này các bạn này. Rồi mình click vào nha. Và bây giờ các bạn thấy trong một thời gian cũng rất là nhanh thì các bạn thấy nó đã tải xong rồi này các bạn, nội dung tải xuống này. Rồi bây giờ các bạn click vào chú mở tệp cho mình thôi. Và sau khi các bạn click vào mở tệp rồi thì các bạn quan sát cái phần nó đang chạy, nó cài đặt cho các bạn nha. Rồi bây giờ tạm thời mình thu nhỏ lại cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ các bạn thấy trên màn hình nền của mình hiện giờ không có những biểu tượng cần cài đặt, hiện giờ nó đang cài đặt thì các bạn chờ nó cài đặt xong nó sẽ xuất hiện những cái biểu tượng hoàn thành trên màn hình nền của các bạn nhé. Rồi đến đây thì các bạn chỉ việc chờ nó download và nó cài đặt những cái phần mềm mà chúng ta tích chọn vào là ok nha các bạn. Thì các bạn quan sát ở đây hiện giờ nó đang cài đặt Firefox này các bạn. Và nó nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào cái phần mà chúng ta tích nhiều phần mềm hay không nha, và phụ thuộc vào cấu hình và đường truyền mạng của chúng ta nữa nhé các bạn. Bởi vì cái này chúng ta cài đặt online nha, cho nên nó cũng phụ thuộc vào cái đường truyền mạng của các bạn.
Và các bạn thấy rất là tiện lợi nha, các bạn chỉ việc vào một cái trang thôi thì các bạn cũng thấy nó cài rất là nhiều những cái phần mềm ứng dụng cho chúng ta. Rồi bây giờ các bạn thấy cái phần mềm Firefox đã được hiện trên màn hình desktop này, coi như đang cài đặt sắp xong rồi các bạn. Rồi tiếp tục nó qua cái phần mà download Opera này, tức là nó cài đặt cái phần mềm duyệt web tiếp theo mà mình chọn là Opera đấy các bạn, tức là các bạn tích vào đâu thì nó chọn nó cài đặt cái đó nhá. Cái này rất tiện lợi cho những bạn nào mà chúng ta mới cài lại Windows mới nha các bạn, hoặc những bạn mà chúng ta thiếu chương trình, chúng ta có thể lên cái trang này và chúng ta làm tương tự nha các bạn. Thì trong trường này mình đang sử dụng cái trình duyệt web Microsoft Edge để mình lên mình tải và mình cài đặt nha các bạn, bởi vì lý do mình chưa cài đặt những cái trình duyệt web bình thường như Chrome này, Firefox này hoặc Opera các bạn hay sử dụng nha. Và nếu các bạn có những cái phần mềm duyệt web khác thì các bạn cũng lên trang này và tải và làm tương tự cũng được nha các bạn. Và các bạn nhấn vào cho mình show detail này thì lập tức nó xuất hiện cho các bạn những cái phần mềm mà chúng ta tích vào để nó cài đặt đấy các bạn. Và bây giờ các bạn thấy cái đầu tiên là Firefox này, là tình trạng là ok, là coi như cài đặt thành công rồi. Còn thứ hai nó đang cài đặt cái Opera này các bạn, đang cài đặt đấy các bạn. Và trên màn hình nền thì hiện giờ các bạn thấy xuất hiện cái biểu tượng Opera rồi, là phần mềm duyệt web đấy các bạn. Còn những phần mềm đang chờ đợi chuẩn bị cài đặt là những phần mềm ở dưới này các bạn. Rồi các bạn chờ đợi nó cài đặt xong hết là ok nha. Rồi các bạn thấy nó đã cài đặt xong phần mềm thứ ba, đó là 7zip đấy các bạn. Rồi tiếp theo là Audacity này các bạn. Thì nó cài xong cái phần mềm nào thì nó hiện cái biểu tượng trên màn hình nền desktop của chúng ta nha các bạn. Đây là cái cách mà chúng ta có thể cài đặt tiện và nhanh nhất nha các bạn. Chúng ta không cần phải lên Google để chúng ta tìm hiểu từng cái một nữa, rất là lâu. Ở đây chúng ta gom lại một chỗ, chúng ta chỉ việc tích vào thôi. Thì các bạn chỉ việc click 1-2 lít chuột thôi. Nãy giờ mình click một vài lít chuột ạ. Và sau đó chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi nha các bạn. Rồi tiếp theo cái phần mà Audacity đã xong rồi nha các bạn. Thì các bạn cứ quan sát cái chỗ tình trạng này mà nó ok là coi như là chúng ta đã cài đặt thành công và xong rồi đó các bạn. Và tiếp theo thì nó đang cài đặt cái phần VLC nha. Đó là cái phần mà chúng ta sử dụng để đọc file âm thanh, file video đấy các bạn, video đấy. Và đây là Windows 11 đấy các bạn, mình đang cài cho một người. Thì nó đang trắng, nó chưa có phần mềm nha. Thì mình cài xong rồi mình lên mình tải những phần mềm ứng dụng như nãy giờ mình làm đấy các bạn. Rồi phần mềm VLC Media Layer đã được cài đặt xong nha các bạn. Rồi cái phần mà Kali Codec này, các bạn thấy nó đã cài đặt thành công rồi, là 321 ngoài đây này các bạn này. Vậy thì cái phần mà đọc video, âm thanh đã cài đặt hai cái rồi nha các bạn. Và trên đây thì các bạn thấy chúng ta chọn 12 cái ứng dụng nha. Thì các bạn chọn bao nhiêu nó cũng cài nha, tuy nhiên là chọn nhiều thì nó sẽ cài lâu hơn nha các bạn. Rồi tiếp theo phần mềm Zoom này các bạn, Zoom để chúng ta có thể hội họp, học tập trực tuyến đấy các bạn. Nói tóm lại là các bạn chỉ click một vài click chuột thôi, sau đó ra cái màn hình này thì các bạn chỉ việc chờ đợi nó cài đặt xong là coi như chúng ta đã hoàn thành nha các bạn. Và đến đây thì các bạn thấy nó đã cài đặt xong 9 cái ứng dụng rồi nha, chỉ còn 3 cái ứng dụng nữa nó đang cài đặt và nó chuẩn bị cài đặt nha các bạn. Thì đây cũng là một trong những cách mà mình hay sử dụng để cài đặt máy cho khách cho các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn để những bạn nào cần chúng ta có thể cài những ứng dụng cần thiết cho nó nhanh như mình nha các bạn. Và đây là một cái máy mình đang cài cho một người khác đấy các bạn. Thì sau khi cài đặt xong Windows, mình cài những phần mềm ứng dụng giống như mình vừa chia sẻ các bạn đó. Rồi tới đây các bạn thấy nó đã hoàn thành đầy đủ những cái phần mềm mà chúng ta đã chọn lựa nha các bạn. Và các bạn thấy cái tình trạng này tất cả đều là ok này này. Và các bạn thấy trên màn hình nền của chúng ta đã xuất hiện tất cả những cái biểu tượng của những ứng dụng mà chúng ta chọn nha các bạn. Và đến đây các bạn thấy nó finish này này, là coi như chúng ta đã thành công nha. Và tất cả đều ok là xong nha. Và đây là một trong những cách mà chúng ta cài những phần mềm ứng dụng cần thiết cho những bạn nào mà chúng ta muốn nhanh và không muốn ngồi để tìm trên Google từng phần mềm nha các bạn. Và mình chia sẻ cho tất cả những bạn mà chúng ta cần nha. Còn những bạn mà chúng ta biết rồi thì chúng ta bỏ qua nha. Rồi đến đây đã hoàn thành tất cả những phần mềm rồi. Vậy bây giờ mình đóng lại thôi nha. Rồi đến đây mình chúc cho tất cả các bạn thành công nha. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì mọi người đừng quên nhấn vào like, nhấn vào đăng ký, bật chuông để ủng hộ kênh và để nhận những video mới nhất của mình. Rồi đến đây mình chào tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công.